Trại giam Đắc Tân của Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. Trại giam Đắc Tân của Bộ Công an đóng ở địa bàn xã Epin, huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp, nhưng Ban giám thị trại giam Đắc Tân đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ triển khai nhiều biện pháp tuyệt đối không cho dịch bệnh COVID-19 lây lan vào trại giam. Nhờ đó, tình hình quản lý, giáo dục, cải tạo, cảm hóa phạm nhân ở đây diễn ra bình thường và công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá trong dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay cũng diễn ra tốt đẹp. Hiện nay trên địa bàn của các tỉnh phía Nam và đặc biệt là trên địa bàn Buôn Ma Thuột, cái tình hình Covid cũng có những diễn biến hết sức phức tạp. Anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi, đặc biệt đơn vị Đắc Tân, thực hiện cái mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, cái sự chỉ đạo quyết liệt của cục C10 và các cái phương án chỉ đạo của địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid thì chúng tôi thực hiện hết sức là nghiêm ngặt. Tức là ở ngoài mà thực hiện chỉ thị số 15 thì trong trại giam chúng tôi phải thực hiện theo chỉ thị 16. Nếu như ở địa phương mà thực hiện chỉ thị 16 thì chúng tôi phải thực hiện chỉ thị 16 cộng. Trong suốt cái quá trình từ 30 tháng 4 đến nay, anh em cán bộ chiến sĩ trại giam thì thường trực chiến đấu 100%. Trong cái bối cảnh như vậy thì chúng tôi triển khai cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong cái điều kiện nó cũng có những cái thực sự cái vất vả, nhưng bằng cái sự quyết tâm thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt các cái phương án, đó là cái phương án đưa người đặc xá trở về địa phương. Đó là trước khi phạm nhân ra khỏi cổng trại là chúng tôi tổ chức cho đo thân nhiệt, làm các xét nghiệm, cái test nhanh cho phạm nhân. Tất cả những phạm nhân đi ra khỏi cổng trại đều đảm bảo các cái điều kiện âm tính, không có dịch bệnh. Đó chúng tôi bàn giao lại cho công an địa phương, cho công an địa phương để công an địa phương đưa người rời đặc xá về giao cho ủy ban nhân dân các xã và giao tới gia đình phạm nhân. Năm nay ở trại giam Đắc Tân có 38 phạm nhân được đặc xá. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 38 phạm nhân ở trại giam Đắc Tân diễn ra trang trọng, tốt đẹp trên tinh thần nhân văn và khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Tại buổi lễ, sau khi động viên những người được đặc xá trở về hòa nhập cộng đồng, tu chí hoàn lương, giám thị trại cũng kêu gọi các phạm nhân còn ở lại tiếp tục thi đua học tập, lao động, cải tạo thật tốt để sớm được hưởng sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Trong tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, trại giam Đắc Tân đã có kế hoạch phối hợp với công an các địa phương có người được đặc xá, tổ chức đưa họ trở về hòa nhập với cộng đồng, đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng chống dịch COVID-19.